Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức tăng trưởng phước lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 24, phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân,
khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy quân, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước Cam Lộ rịnh nhuận nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang, bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi, trên lưỡi sen ngồng phong hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Diệu Pháp Hoa.
liên hoa quyền thứ bảy kinh diệu pháp liên hoa phẩm diệu âm bồ tát thứ 24 luôn bây giờ đứng đến ca mâu ni vần tự nhung kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng và vòng ánh sáng nơi tướng long trăng vừa chẳng mấy soi gầm 800 muôn ứng na do ta hằng à ra cả cõi Phật ở phương đông qua khỏi số cõi đó có thế giới tên tỉnh quang trang nghiêm nước đó có Phật hiệu tỉnh hoa tu vương chỉ như lai ứng cùng chân biến đi minh hành tung thiền đề thế gian giải vô thường di điều ngự trường phu thiên nhân sư phận thế tôn được vô lượng vô biên đại chúng bồ tát cung kính vây quanh mà vì nói pháp ánh sáng lòng trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó lục đó trong nước nhất thiết tình quang trang nghiêm có môn vì bồ tát tên là Diệu Âm từ lâu đã trồng các cõi công đức cung dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ngàn các đức Phật mà đều đặng tròn nên trì huệ rực sâu đặng môn diệu tràng tương tam bụi pháp hoa tam bụi tình đức tam muội tu vương hỷ tam muội vô duyên tam muội trí ân tam muội giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội tam nhân thiên công đức tam muội thanh tịnh tam muội thần thông vô hỷ tam muội huệ cử tam muội trang nghiêm vương tam muội tịnh quang minh tam muội tịnh tạng tam muội bưng cộng tam muội nhật triền tam muội vân vâng đàng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội như thế quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó liên bàn cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương đi vâng rằng Thế Tôn con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lạy gần gũi cung dường Đức Tịnh Ca Mâu Ni Phật cùng để ra mang ngài văn thua sư lời pháp vương từ Bồ Tát được vương Bồ Tát dung thi Bồ Tát Tu Vương Hoa Bồ Tát Thượng Hạnh Ý Bồ Tát Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Khi đó Đức Tịnh Hoa Tú Vương đi vâng báo ngài Diệu Âm Bồ Tát ông chớ có khinh nương Ta Bà Sanh Long Tướng là liền thiện nam từ gọi Ta Bà kia cao thầm không bằng càng đuôi đừng đa đầy dây sự giờ xấu thân Phật kém nhỏ các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ mà thân của ông cao đến 42.000 do tuần thân của ta 680 muôn do tuần thân của ông tốt đẹp từ những trăm nghìn muôn vượng sang rỡ đẹp là cho nên ông qua chợ khinh nương kia hoàng ở nơi vần Bồ Tát cùng cõi nương mà sanh lòng tưởng cho là Hà liệt ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng Thế Tôn con nay qua cõi Ta Bà đều là do sức thần của Như Lai do thần thông du hí của Như Lai do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai lúc đó ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa thân chẳng lấy đồng mà vào trong tam muội dung sức tam muội ở núi Kỳ Xà quần cảnh phạm tòa chẳng bao xa hoa làm tam muôn bốn nghìn các hoa sen báu vào diêm phù đàn làm cọng bạc làm cánh kim cang làm nhụy chân thúc ca báo làm đài bây giờ ngài văn thù sư lời pháp vương từ thấy hoa sen đó bèn bành cổ
muôn vật rằng Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiện điểm tôn này có ngừng ngay nghìn vàng hoa sen vàng diêm phù đàn làm công bạc làm cánh kim cang làm nhụy chân thúc ca bảo làm đài khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù từ lời rằng đó là diệu âm đại Bồ Tát từ cõi niên của Đức Tịnh Hóa Tu Vương Đi Vân muôn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh mà đến cõi Ta Bà này để cúng dường gần cuối lễ lạy nơi Ta cùng muôn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư lời bạch Phật rằng Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có đăng sức đại thần thông như thế? Tu tam muội gì mong vâng, vì chúng con nội danh từ của tam muội đó, chúng con cùng muốn xuyến tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy đường sẵn tướng lớn nhỏ ấy nghi tấn gì của vị Bồ Tát đó, cuối mong đừng Thế Tôn dùng sức thần thông. Khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con đang thấy, lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư lời Đức đừng đà bao Như Lai đã diện độ từ lâu, đây sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Từng thời Đức đã bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng Thiện Nam Tử đến đây Văn Thù Sư lời Pháp Vương từ muôn tay thân của ông. Bây giờ ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ấn mặt cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà ở các nước trải qua sáu điều vàng đồng thầy đều rưỡi hoa sen bằng bảy bầu trăm nghìn nhàn rời chẳng rối từ kéo mắng của vị Bồ Tát đó như cảnh hoa sen xanh rộng lớn và sự hòa hiệp trăm nghìn muôn măng trăng diện màu của ngài Tôn đem lại hơn nơi đây thân sắc vàng dòng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm oai đức rất thành ánh sáng trói rực càng tướng đầy đủ như thần na la diên bền chăng ngài vào trong đài thân bảo bay lên nửa gông canh đứng bằng bảy cây đá la càng dung Bồ Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này đến rồi xuống đài thân bảo dùng chuỗi ngọc gia trị trăm nghìn đem đến cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng Thế Tôn đứng tên Hóa Tu Vương Đi Vân ngồi tâm đứng Thế Tôn nghìn bình đến cổ đi đứng ta tới sợ anh đang vui chăng vốn đại điều hòa chăng viên đời những đường chăng chúng sanh về độ chăng không có người nhiều tham dụng dần hận ngu si ganh ghét bọn sẻn kiêu mạn chăng không kẻ chẳng thảo cha mẹ chẳng kính sa môn ta kiến tâm chẳng lành chẳng nhiếp năm tình chẳng Thế Tôn chúng sanh hằng vùng được ma oán chẳng đứng đa bảo Như Lai diện đồ từ lâu ở trong tam bầy bầu có đến nghe phạm chẳng lại hỏi tâm đứng đa bảo Như Lai ăn nguồn in khổ kham nhưng ở lâu đặng chăng Thế Tôn nay con buồn thấy đừng đứng đa bảo phần cuối mong Thế Tôn chỉ bày cho con đường thấy lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật đã bảo rằng ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt
Phật, Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: ấy đây, ấy đây, ông có thể vì cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng Rà Măng Văn Thù Sư Lời vân vân nên qua đến cõi này luôn. Bấy giờ ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có dương thần thông như thế? Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thuở quá khứ có vầng hiệu vầng lối âm vương Như Lai ứng cung chánh biến tri gọi nương tên là Hiện Nhân Thiên Thế Gian Kiếm Tên Ý Kiến Diệu Âm Bồ Tát. Ở trong 12.000 năm dùng 10 muôn thứ ký nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật cùng dâng lên 84.000 cái bát bảy bao do nhân duyên quả bao đó này dân tài nương của Đức Tịnh Hoa Tổ Vương Đi Vân có dân thần như thế hoa đương ý ông nghĩ sao thờ đó nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Vân Diệu Âm Bồ Tát cùng dường ký nhạc cùng dân bán bao lên đó đâu phải người nào là chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây Hoa Đức Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật. Từ lâu trong cõi công đức lại gầm măng à ra trong nghìn muôn ứng na do ta đứng vần hoa đứng ông về đây Diệu Âm Bồ Tát đứng nghìn ở tại đây mà Bồ Tát đó yên càng tư đứng nghìn nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này hoặc hiện thân Phạm Vương hoặc hiện thân Đế Thích hoặc hiện thân Tự Tại Thiên hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên hoặc hiện thân Thiên Đại Tự Quân Hoàng Hiện Thân Tỳ Xá Môn Thiên Vương Hoàng Hiện Thân Chuyển Luân Thành Vương Hoàng Hiện Thân Các Tiêu Vương Hoàng Hiện Thân Trường Gia Hoàng Hiện Thân Cư Sĩ Hoàng Hiện Thân Tề Quang Hoàng Hiện Thân Bà La Môn Hoàng Hiện Thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tăng Ưu Bà Di Hoàng Hiện Thân Phụ Nữ của Tế Quang hoặc hiện thân Phụ Nữ của Bà La Môn hoặc hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ hoặc hiện thân Trời Rồng Già Xóa Càn Tát Bà A Tu La Ca Lô La Gần Na La Ma Hồ La Gia Nhân cùng vị nhân vân vân mà nói kinh này bao nhiêu địa ngục ngạ quỷ súng sanh và các chỗ nàng đều có thể cứu giúp những đến trong hậu cung của vua biển làm tân người nữ mà nói kinh này Hoa Đức Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sinh trong cõi ta bà Diệu Âm Bồ Tát này biển hòa hiện các thứ tân hình như thế ở tại cõi ta bà này vì chúng sanh mà nói kinh và hoa ở nơi trí tuệ thần thông biến hóa không nghe tôn giam vì Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi ta bà khiến tất cả chúng sanh đều đắng hiểu biết ở trong hằng hà xa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế nếu chúng sinh đang dùng thân hình thanh văn đắng độ thoát liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình duyên dáng đặng độ toàn liền hiện thân hình duyên dáng mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình Bồ Tát đặng độ toàn liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói
Pháp, đáng dùng thân hình Phật, đáng độ thoát liền hiện thân hình Phật, mà vì đó nói Pháp theo chỗ đáng độ, mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhưng đến đáng dùng diện độ, mà đáng độ thoát liền thì hiện diện độ đương diệu âm đại Bồ Tát trọn đến dân đại thần thông trí huệ việc đó như thế. Lúc ấy ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành Thế Tôn, Bồ Tát đó trú tam muội gì mà có thể ở các nơi biên hiện thần hình độ thoáng chúng sanh như thế? Vâng bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát Thiện Nam Từ tam muội đó tên là Hiện Nhân Thiện Sáng Thân Diệu Âm Bồ Tát, trụ trong tam muội đó có thể nhiều ích vô lượng chúng sinh như thế. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát tam muôn bốn nghìn người đều đặng Hiện Nhân Thiện Sáng Thân tam muội vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này cũng đặng tam muội đó. Và Đà La Ni khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cung dường đường Tịnh Ca Mâu Ni Phật và tam của đa bảo Phật xong rồi trở về bốn độ các nước, trải qua điều sau điều vang động dưới hoa sen báu chuỗi trăm nghìn muôn ức các thứ kỷ nhạc đã đến bồn của cùng tám muôn bốn nghìn Bồ Tát vậy quan đến cho Đức Tịnh Hoa Thủ Vương Tri Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi ta bà lời yên chúng sanh ra mang đường Tịnh Ca Mâu Ni Phật và ra mang tham đứng đa bảo Phật lễ lạy cúng dường lại ra mang văn thù sư lời Pháp Vương Tư Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát rất cần tinh tấn lực Bồ Tát dung thi Bồ Tát cũng làm cho tám muôn bốn nghìn vị Bồ Tát này đang hiện nhất thiện sáng thân tam muội lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát lai vàng này bốn muôn hai nghìn vị thiên từ đẳng vô sanh pháp nhân hóa đức Bồ Tát đẳng phạm hóa tam muội. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Chứng Minh Gia Hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp, chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, chủ thế xa bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy. Tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang,
lòng tin nơi Tam Bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường chi ngũ chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới, các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh, những nguyện tiêu ba chương sanh phiền não, nguyện đường trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chương thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả, hiện thầy chúng con cùng các loài
đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thượng. Tự quy pháp ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, thâm nhập kinh tạng ơi, chi tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, quản lý đại chúng